xin chào mọi người nha. Trong tuần vừa qua ấy, thì Hiệp nhận được rất là nhiều câu hỏi nhờ mọi người nhờ tư vấn về cái việc mà chăm sóc da, đặc biệt là cái làn da bị khô nám. Thì bản thân Hiệp trước đây là một người đã từng bị nám ở hai bên gò má rất là nặng ha. Và Hiệp đã tìm được cho mình những cái giải pháp và nó giúp cải thiện làn da rất là nhiều. Hiện tại thì vẫn đang điều trị và Hiệp tự tin chia sẻ với mọi người rằng những phương pháp và những cái bí kíp sau đây thì sẽ có thể giúp được cho mọi người có thể cải thiện cái làn da nám của mình nha. Mọi người biết đấy, thì cái đối với cái làn da mà bị khô nám ấy thì chúng ta cái việc mà chúng ta bị thiếu nước này và là chúng ta hay thường xuyên tiếp xúc với các cái tia UV ấy, thì nó sẽ làm cho làn da của chúng ta rất là dễ bị lão hóa này. Ở đó, một làn da khô thì nó càng dễ hấp thu các cái tia UV và là tăng cường các cái sắc tố melanin ở trên da, và đó là các cái hình thành đến các vết thâm nám ở trên da và gây rất là mất thẩm mỹ, đúng không ạ? Đó, vậy thì cái việc chăm sóc da nó đã rất là quan trọng rồi, nhưng đối với cái làn da khô nám ấy lại càng vô cùng là quan trọng hơn, đúng không ạ? Và cái cách chăm sóc da nó như thế nào thì Hiệp chia sẻ với mọi người các cái bí kíp sau ha. Cái đầu tiên ấy thì đối với một làn da mà bị khô nám thì là một làn da là chúng ta cần phải cung cấp đủ cho các cái độ ẩm cho da nè. Bởi vì là một phân tử nám ấy nó ngậm tận 40 phân tử nước cơ. Thế nên nếu như mà chúng ta không uống đủ nước ấy thì bản thân các tế bào trong cơ thể của chúng ta đã thiếu nước rồi thì sẽ không còn nước để cung cấp cho làn da của chúng ta nữa. Khi mà da thiếu nước thì nó sẽ rất là thiếu sức sống này. Nó càng khô thì làn da khi mà đi ra ánh nắng mặt trời ấy thì nó sẽ hấp thu các cái tia UV rất là nhanh và gây sạm nám, tàn nhang lan rộng ra nha. Đó, thì hàng ngày chúng ta cần phải bổ sung cho chúng ta là 2 cho đến 3 lít nước mỗi ngày để cung cấp đầy đủ các cái độ ẩm cho da nha. Đó là đầu tiên, là bước thứ nhất là chúng ta cần phải cung cấp đủ nước cho da. Cái thứ hai là vô cùng quan trọng, đó chính là chúng ta cái bước mà chúng ta rửa mặt đúng cách, một ngày 2 lần vào sáng và tối nha. Cái việc mà chúng ta rửa mặt ấy để lấy đi các cái bụi bẩn này bám ở trên da, ví dụ như khi chúng ta đi ra ngoài đường, đúng không ạ, hay kể ngay cả chúng ta ở trong phòng cũng vậy, cũng có bụi bám vào, thì chúng ta cần phải rửa mặt sạch như vậy để loại bỏ các cái chất bụi bẩn và những cái làm cho da chúng ta bị thông thoáng và ngăn ngừa các cái chất bẩn và gây bít tắc các lỗ chân lông, đúng không ạ? Đó là cái thứ hai, là chúng ta cần phải rửa mặt hàng ngày đúng cách và để loại bỏ những cái chất bụi bẩn nha. Đó, cái thứ ba ấy là chúng ta cần phải tẩy da chết. Mọi người thường hay sử dụng rất là nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền, thế nhưng mà lại không cải thiện được cái làn da của mình. Bởi vì mọi người thiếu một bước, đó chính là cái bước tẩy da chết. Bước này nó vô cùng quan trọng ha mọi người. Bởi vì nếu như mà chúng ta không tẩy da chết ý, thì nó sẽ là cái các cái trên bề mặt da của chúng ta nó sẽ có các cái á sừng. Và chính những các cái á sừng đó nó làm gây bít tắc lỗ chân lông và nó ngăn cái đường dẫn của các cái dưỡng chất ở trong mỹ phẩm, đúng không ạ? Thì nó sẽ không thấm vào lớp bên trong của da để cấp cho da được. Đó, thế nên vì sao mà chúng ta sử dụng rất là nhiều mỹ phẩm đắt tiền mà nó không hiệu quả là như vậy? Bởi vì chúng ta thiếu mất cái bước này. Vì vậy mà mọi người hãy làm cho Hiệp cái bước là tẩy da chết một tuần 2 lần nha. Đó, thì mọi người sẽ cảm thấy sau khi tẩy da chết, làn da của mình nó sẽ sáng lên rất là nhiều. Đó là cái thứ ba nha. Và cái điều thứ tư ấy là chúng ta cần phải sử dụng kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm nha, vào ban đêm. Rồi khi mà chúng ta tẩy da chết sau á, thì chúng ta hàng ngày chúng ta cần phải cấp độ ẩm cho da. Một làn da khô thì sẽ gây nám và tàn nhang, và vì vậy mà cái việc mà chúng ta sử dụng cái kem dưỡng ẩm hàng ngày để cung cấp đủ độ ẩm cho da thì sẽ giúp cho một cái làn da nó căng mịn màng hơn nha. Đó là cái thứ tư rồi, đúng không ạ? Và cái thứ năm ấy là chúng ta cần phải bôi kem chống nắng hàng ngày. Mọi người thường là bỏ qua cái bước này nhá. Có rất là nhiều người là đi ra ngoài không hề bôi kem chống nắng mọi người ạ. Bây giờ ấy, với Hiệp thì Hiệp sẽ bôi là 2 lần trên một ngày. Cứ đi ra buổi sáng thì bôi và buổi trưa thì bôi một lần nữa. Đó, thì khi mà chúng ta làm việc cũng thế, hay chúng ta đi ra ngoài đường cũng thế, có các cái tia UV ấy, nó sẽ làm cái nguyên nhân mà dẫn đến làm tăng sản sinh ra các cái sắc tố melanin ở trên da và gây thâm nám tàn nhang nha. Đó, thì việc mà chúng ta sử dụng kem chống nắng đều đặn ấy thì nó sẽ có thể là ngăn chặn được khoảng 80%
bảo vệ da được khoảng 80% nhá, ở giữa dưới cái tác động của tia cực tím đó. Thì cái kem chống nắng là vô cùng quan trọng, mọi người không thể bỏ qua được bước này nha, đặc biệt là đối với làn da bị nám đó. Và cái bí kíp cuối cùng đó chính là chúng ta cần phải ăn uống, có các cái chế độ ăn uống để bổ sung các cái chất dinh dưỡng tốt cho da đó. Như mọi người biết thì khi mà chúng ta gặp bệnh bị bệnh ấy, thì bác sĩ cũng rất là quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta các làn da của chúng ta mà đang bị tổn thương hoặc là đang gặp các vấn đề về thâm nám đó, thì chúng ta cần phải bổ sung các cái dưỡng chất thông qua các rau xanh nè, thông qua rau xanh hoặc là thông qua các loại trái cây có chứa nhiều vitamin C đó, vitamin A đó, rất là tốt cho da để tăng cường cái tính đàn hồi cho da nha. Đó, và ngoài ra ấy, thì thời gian gần đây ấy, thì Hiệp hay sử dụng cái mặt nạ có thể là mặt nạ giấy và mặt nạ sữa chua, mặt nạ nghệ, và đặc biệt là cái thợ để mà làn da nó sáng hơn, đều màu hơn và nó mịn hơn nữa, nhanh hơn nữa, thì Hiệp đã sử dụng saffron ngân với mật ong và kết hợp với xịt khoáng buổi tối nha. Thì thực sự là nó cải thiện làn da rất là nhiều, mọi người có thể tham khảo nhé. Đây, đây ha mọi người, đây là saffron này, saffron Hiệp đang ngâm với mật ong nhé. Và đây là xịt khoáng này. Thì ngoài các cái mặt nạ như là mặt nạ làm trắng như là Hiệp sử dụng sữa chua ấy, thì Hiệp, gần đây thì Hiệp sử dụng saffron ngâm mật ong làm hũ như này nha mọi người. Hiệp ngâm 2g vào đây, và mỗi ngày thì Hiệp sử dụng một thìa saffron mật ong để đắp lên da trước sau khi cái bước tẩy da chết ấy, thì Hiệp sẽ đắp cái mặt nạ này lên da để khoảng 30 phút nha, sau rửa lại bằng nước sạch, và sau đó là chỉ xịt khoáng sau đi ngủ nha. Đó, thì mọi người có thể là xịt khoáng hoặc là bôi kem dưỡng ẩm đều được nha. Thì bản thân Hiệp thì dùng cái này nó rất là hiệu quả luôn, thấy làn da nó sáng lên trông thấy luôn á mọi người. Đó, vậy là Hiệp đã chia sẻ với mọi người 6 cái cách để làm sao chúng ta có thể là chăm sóc cái làn da khô nám đúng cách và hiệu quả ngay tại nhà. Và nếu như mọi người đang gặp vấn đề về làn da và muốn cải thiện thì có thể inbox cho Hiệp theo số điện thoại là 0367652163, đó chính là số Zalo của Hiệp nhé. Thì Hiệp sẽ tư vấn thêm cho mọi người để làm sao mà chúng ta biết được là mình có thực sự phù hợp với những cái cách mà Hiệp đã hướng dẫn hay không, hay là có thực sự phù hợp với cái sản phẩm mà Hiệp đang giới thiệu hay không nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.